thấy nhiều 55. Người cần lắm. Thôi thôi thôi. Đây con tìm cái chỗ đó mà con không biết con có đánh giá. Tại sao đối với người to mà khỏe mà chanh thì lại tạo kiềm mà đối với những người thực dưỡng? Cái là kinh nghiệm thực tế, cái đó kinh nghiệm thực tế chứ bây giờ giải thích thì là trên cái con chưa có tìm. Tại vì bác Hưng bác ấy thấy ông Thế Tuấn ông cho quả chanh lên vị trí số 1. Thì bác ấy bảo là bắt đầu thì nó là như thế. Đúng là trên thực dưỡng mình á cái chanh là nó cực âm rồi. Mà nó vitamin C nhiều quá nó thì nó cực âm rồi thì mình không có chuộng cái nó. Mà bởi vì không sau này dùng từ rất chính xác. Không có chuộng cái thực dưỡng, không có chuộng cái vitamin C, cái trái chanh đó. Nhưng mà bây giờ nói về y học thì cái trái chanh nó kiềm hóa tốt đó. Mà trên thực tế, trên nhiều cuốn sách là những lương y mà bên châu Âu á, thì cái đó là người ta sử dụng á, thì người ta khuyên giống như hồi nãy là mình nói đó. Là tùy cái cơ địa mà sử dụng chanh đó, chứ không phải là tùy là ấy. Cứ quả chanh là số 1, ông kia ông cho nó lên là hoàng hậu với vua luôn. Đi đâu là ông ấy... Nào hôm anh thấy Thầy Tuấn nói anh nghĩ quả chắc thầy nói nhiều. Sai. Khuyên mọi người là axit là số 1. Không, tại cái đó phải ngồi mà mỗi lần ấy phải đi tìm, tại đâu đó sách nó có viết hết. Mà những người khi mà nó ra những cuốn sách này toàn là tiến sĩ bác sĩ viết không, mà người ta có kinh nghiệm, ta nói chứ không phải là tự nhiên người ta nói đâu. Không, chưa. Như anh ơi thì những người mà đừng ruột kém mà uống chanh nóng thì hỏng. Đúng rồi, đúng rồi. Những người mà tiêu hóa mà thường thường bị kém là uống chanh coi chừng. Không, em cứ thử đi. Ví dụ anh thử rồi, anh thử thời gian xong càng mệt hơn, đuối luôn á. Đuối luôn á, cứ thử chỉ cần một tuần, 10 ngày không là thấy. Cái nào hôm trường mấy hôm nay mắc tâm uống mà uống buổi sáng nha. Tức nghĩa là uống này uống cái liều lượng bao nhiêu nữa. Thường thường ta uống là dưới khoảng chừng, nhấp chừng là 1/4 tới nửa trái chanh thôi. Là tối đa một trái chanh, một trái chanh nhỏ của mình á. Là mình dắt ra xong mình lấy pha với nước nóng, uống vô buổi sáng. Nó thì nó mình quan sát cơ thể mình thời gian mình biết liền. Nhưng mà nếu như nó tiến triển tốt mà mình cứ duy trì thì cũng không phải là hay đúng không? Thì tới mức độ nào đó thôi chứ đâu có uống hoài được, đâu uống suốt đời được. Cái đấy là nó sẽ tẩy ấy. Sau đó em lại bị cái kìm đó, nhưng mà sau đó em bị âm. Kìm âm à? Kìm âm đó. Chanh đó. Cái phương pháp nhìn của anh